Xin chào tất cả anh chị và các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube Bất Động Sản Sài Gòn. Hiện tại Nhân đang ở cầu vượt Hồng Bàng các anh chị. Ở phía trước mặt anh chị là cầu vượt Hồng Bàng hướng về lại đường xây Phú Lâm các anh chị. Chào Phú Lâm nha. Hướng ngược lại của mình nè, bên kia đường là quận 11 nha, và bên đây đường là quận 6 các anh chị. Ngay Thế Giới Di Động nè, ngay góc Lò Siêu nè anh chị. Và bên tay phải của mình là ngay chi cục thuế quận 6 nè. Nó hẻo sát hẻm 683 đường Hồng Bàng là chi cục thuế quận 6 ha. Thì Nhân sẽ review cho anh chị một căn nhà tiếp giáp giữa ba quận nha. Quận 11, quận 6 và quận 5 ha anh chị. Ở gần chợ Bình Tây, khu vực Chợ Lớn ha. Bến xe Chợ Lớn. Gần góc ngã ba với đường Lê Quang Sung và Nguyễn Thị Nhỏ ha anh chị. Thẩm Đình Hổ ha. Ở bên kia đường là Lò Siêu, quận 11 ha. Mình đi thẳng luôn là ngay góc ngã ba giữa Nguyễn Trãi, Hồng Bàng, Nguyễn Thị Nhỏ nha. Thì căn nhà mình thì pháp lý là sổ hồng, hoàn công đầy đủ nha anh chị. Mua bán thì mình ký công chứng sang tên thôi. Chiều ngang của căn nhà mình đó là 3m và chiều sâu vào là 11,5m ha. Nhà được xây dựng với kết cấu là một trệt, 3 lầu nha anh chị, sân thượng. Đó. Thì ở đây là góc Phạm Đình Hổ, bên kia là đồn cây mai ha. Đó, đồn Phạm Đình Hổ là khúc đường một chiều nha. Và căn nhà mình thì ở nằm ở đoạn đường hai chiều nha anh chị. Rồi đây là tới vị trí căn nhà của mình rồi nè. Đó, mình quẹo qua đường Nguyễn Thị Nhỏ ha anh chị. Thì ở đây là góc giao lộ giữa Nguyễn Thị Nhỏ nè. Bên kia đường là Nguyễn Trãi, là quận 5 nha. Phía trước mặt anh chị là tòa Thượng Kiều Plaza. Còn bên đây là ngã tư với Nguyễn Thị Nhỏ và Hồng Bàng. Hướng bên kia là quận 11 nha anh chị, về ủy ban quận 11 ha. Ở đây về trung tâm quận 5, quận nhất ha. Còn ở đây là về lại bến xe Chợ Lớn nè, bến xe Chợ Lớn, chợ Bình Tây nè anh chị. Rồi căn nhà mình nằm kế bên đây nè, hẻm xe hơi ha. Hướng nhà là hướng Tây nha anh chị. Ở gần Hyundai Gia Định nè. Rồi nằm ở góc ngay chỗ đường Trần Chính Chiếu nè, Nguyễn Thị Nhỏ ha. Đối diện bên đây hẻm 49 nè anh chị. Đó, hẻm 49 mình đi vào ha. Rồi Nhân sẽ đứng đây và review vào tới bên trong cho anh chị mình xem ha. Rồi ở đây ha anh chị. Rồi giờ bây giờ Nhân đang đứng ở trước hẻm vào nhà của mình ha anh chị. Thì Nhân sẽ review cho anh chị một bất động sản ở phường 2, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Ngã tư đèn xanh đèn đỏ phía trước của mình là đường Nguyễn Thị Nhỏ và đường Hồng Bàng anh chị, và đường Hồng Bàng ha. Mình rẽ tay phải theo chiều xe buýt đang chạy ha, là mình về lại quận 5 nha anh chị. Ở đây là giáp quận 5, quận 11 ha. Ở đây là giáp quận 5, quận 11 ha. Ngay ngã tư phía trước là bên kia đường là quận 5 mà nha anh chị. Mình rẽ tay trái tay phải là về quận 5 mà ha. Mình rẽ về đây về tay trái mình về dòng xe Phú Lâm. Ở đi thẳng bên kia là ủy ban quận 11 nha. Còn ở đây là góc đường Trần Chánh Hiếu ha anh chị, Trần Chánh Chiếu ha. Đó, đằng kia ngay chỗ cây xăng đằng kia là bến xe Chợ Lớn ha. Đằng kia là bến xe Chợ Lớn và nhà mình nằm trong hẻm 49 đường Nguyễn Thị Nhỏ nè anh chị. Đó, 49 đường Nguyễn Thị Nhỏ ha. Rồi Nhân vào trong quay chi tiết bên trong cho anh chị mình xem nha. Đó, đi vào trong cho anh chị mình xem luôn. Hẻm rộng rãi, hẻm 5m nha anh chị. Đó, hẻm xe hơi nhỏ qua vào được nha. Đây trong hẻm nội bộ tí xíu nè, hỏi nha anh chị. Khu vực thì nhà cao tầng không ha. Khu dân cư hiện hữu hết nha anh chị. Hẻm xe nhỏ vào được nha. Đây, ra ngoài kia mặt tiền và căn nhà mình trong đây nè anh chị. Kế bên đây nè. Đó. Căn nhà mình cao này ha anh chị. Căn nhà cao này nè. Một trệt và ba lầu ha. Hướng nhà là hướng Tây nha anh chị. Hướng nhà là hướng Tây ha. Hẻm xi măng sạch sẽ, hẻm cao ráo nha. Hẻm cao ráo ha anh chị.
Đây ra ngoài trước đường là khoảng 15m. 15m ha. 15 tới 20m trở lại thôi. Nó đi vào trong tới nhà mình ha. Ở trên ban công lớn được 1m nữa nha. Nhà đúc kiên cố, sàn bê tông cốt thép hết nha anh chị. Đó, nhà mình là đúc kiên cố hết ha. Hẻm trước nhà rộng rãi. Đây, vị trí trước nhà của mình đây anh chị. Đó, đây ra ngay chỗ cái cửa nhà, một cửa nhà có cái cửa màu xanh nó rẽ ra tới vị trí căn nhà mình rồi ha. Đó, địa chỉ của căn nhà mình là 49/5 đường Nguyễn Thị Nhỏ, phường 2, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh ha. Một trệt và ba lầu. Đó, một trệt và ba lầu nha anh chị. Khu dân cư hiện hữu ha. Đó, cách mặt tiền khoảng 15m, nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, gần ủy ban quận 6 ha, gần chợ bến xe Chợ Lớn, gần chợ Bình Tây, khu vực Chợ Lớn mình ha. Ở trước nhà để xe nè, rộng rãi. Chiều ngang của căn nhà mình ha, mặt ngoài chủ ốp gạch cao tới trên anh chị, ốp cao tới trên luôn. Ở ban công ở trên mình lớn được khoảng 1m nha, ban công mình lớn được 1m và có cái máy che ngoài trước nữa nè, mình đẩy cái máy che đó ra được nha. Đó, nhà điện chính, nước chính ha. Chiều ngang của căn nhà mình là 3m nha anh chị, và sâu vào bên trong là 11m rưỡi nha. Đó, 3m và sâu vào bên trong là 1m rưỡi. Cửa nhà thì cửa hai lớp cửa, một lớp cửa sắt, một lớp cửa sắt này ha. Đó, vào trong là lớp cửa sắt kết hợp với kính nữa nha anh chị. Đó, trần nhà thì tương đối cao nha, trần nhà cao ráo nha anh chị. Do cái trần nhà của mình nè, nhà thì nhà đúc kiên cố, sàn bê tông cốt thép hết. Hướng nhà của mình là hướng tây ha anh chị. Đó. Bên trong chủ ốp tường cao lên tới trên. Và giá hiện tại chủ đang kêu căn này là 5 tỷ 090 triệu nha. 5 tỷ 090 triệu. Giá vẫn còn thương lượng trực tiếp với chủ ha anh chị. Đó, đây là không gian phòng khách của mình ha. Nhà mình ở hậu nhẹ ha anh chị. Ở đầu này là 2m95 và tới đuôi là 3m05 nha anh chị. Đó, chiều dài là 11m rưỡi ha anh chị. Còn bộ không gian phía trước này chủ ốp cao lên với 1m rưỡi hết rồi. Đó, ốp cao lên 1m rưỡi hết ha. Đó, thì mình xem lại không gian dưới trệt của mình nha. Nhà trần rất là cao nha anh chị. Nhà là nhà đúc kiên cố, cầu thang ở giữa ha, cầu thang đá mài ha, cầu thang đá mài hình xoắn ốc, đi theo chiều thuận kia đồng hồ mà đi lên nha. Hướng nhà của mình là hướng tây ha anh chị. Đó, nằm gần Hyundai Gia Định ha, trường tiểu học Võ Thị Tần, giáp với quận 5, quận 11 ha, giáp quận 5, quận 11. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, một trệt và ba lầu. Hướng nhà của mình là hướng tây và giá hiện tại chủ đang kêu căn này có giá là 5 tỷ 090 triệu nha anh chị. 5 tỷ 090 triệu, giá vẫn còn thương lượng trực tiếp với chủ ha. Anh chị mình quan tâm tới bất động sản này thì liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0822 393939 ha, để Nhân trực tiếp mở cửa cho anh chị mình xem và hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ làm việc về khi về giá ha. Đây là không gian bếp nè. Đó, bếp ha, có hai cái kệ bếp hai bên, ở giữa có bàn thờ táo ha. Đó, mặt bếp sẽ đá hoa cương, ở dưới có kệ bếp dưới nha, bồn rửa dưới này nhỏ nhỏ ha, trên có bồn rửa tay. Đó, một cái bồn nước nhỏ chỗ này. Đó, bồn nước chỗ này bơm nước xả xuống đây ha. Ở đây có cái máy bơm nè anh chị, ở đây có máy bơm nè. Trần nhà căn nhà này cao quá. Đó, trần nhà cao lắm nha anh chị. Đó, hẻm thì hẻm rộng rãi, hẻm 5m nha. Hẻm trước nhà của mình là hẻm 5m ha. Hẻm xe nhỏ vào được nha anh chị. Đó, ở dưới trệt mình có một nhà vệ sinh nữa nha. Đó, dưới trệt mình có nhà vệ sinh nha. Đó, móc treo đồ đầy đủ hết. Nhà là nhà đúc kiên cố nha anh chị, sàn đúc kiên cố ha. Đó, điện thì điện âm hết luôn rồi. Nó điện trong cái nhà này là chủ đi âm tường hết rồi ha anh chị. Đó, anh chị mình quan tâm tới bất động sản này thì liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0822 393939 ha. Nhân sẽ trực tiếp mở cửa cho anh chị mình xem và hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ làm việc về giá ha. Nhân đi lên nha anh chị. Đó, lên cầu thang hình xoắn ốc đi lên ha. Anh chị mình có bất động sản cần ký gửi thì liên lạc với Nhân qua số là 0922 393939 ha. Nhân sẽ tới quay và hỗ trợ cho anh chị mình đến lúc mua bán nha. Quay nhà là miễn phí ha anh chị. Đó, đi theo chiều hướng lên đồng hồ.
Và tầng 1 này thì có hai phòng ngủ trước và sau. Phòng ngủ trước có ban công phía trước nha. Đây, mỗi tầng có cái CB điện trong này. Điện âm hết ha anh chị. Điện trong nhà này là âm hết nha. Cửa nhôm nha, kết hợp với kính. Ở ban công phía trước là ban công inox và có cửa ra ngoài ban công lắp rèm cho anh chị mình rồi. Có tặng cho anh chị cái máy lạnh nè. Ở trên có quạt trần. Đó, căn nhà trần nhà cao ha, đứng xích ra đây mình thấy cái trần được. Đó. Gạch ở trên đây thì lót theo kiểu gạch aro rồi nha, caro. Nó đi cái chỉ ở dưới khoảng 2 tấc lên cho mình rồi. Để mình lau chùi cho nó không có dơ bức tường ha. Thì căn nhà này là sàn nhà đúc kiên cố ha. Anh chị mình về xả sơn và lăn sơn nước lại là đẹp rồi nha anh chị. Theo màu yêu thích của nhà mình ha. Đây phòng ngủ phía trước nha. Phòng ngủ trước có lắp rèm cho anh chị mình rồi. Và có cửa ra ngoài ban công. Cửa sắt bốn cánh ha. Đó, cửa sắt bốn cánh nha. Ban công ở trước mình có vòm. Đó, rộng rãi. Đây hẻm trước nhà của mình ha anh chị. Anh chị mình xem hẻm trước nhà của mình nha. Rộng rãi nha. Đó, bên kia là Hyundai gia đình ha anh chị. Đó, khu dân cư hiện hữu hết. Đó, mà trên là máy đúc hết luôn nha anh chị. Nhà là nhà đúc kiên cố nha. Đây là mình mới xem phòng ngủ thứ nhất thôi nha anh chị. Bây giờ Nhân sẽ qua bên đây cho anh chị xem phòng ngủ thứ hai ha. Ở giữa hai phòng ngủ thì lối đi cũng thoải mái nha. Ở giữa có nhà vệ sinh ở giữa. Đây, nhà vệ sinh rộng rãi ha. Đó, các thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ nha anh chị. Sử dụng vòi inox hết nha. Kính đó, đầy đủ hết ha. Đường điện đi máy nóng lạnh ở đây mình cũng có nè. Anh chị mình muốn lắp máy nóng lạnh thì lắp thêm vào ha. Đó, dần thì vẫn các thiết bị vẫn còn mới. Đó, 5 tỷ 090 triệu nha anh chị. Giá này vẫn còn thương lượng trực tiếp với chủ ha. Đây phòng ngủ phía sau. Đó, phòng ngủ phía sau nha anh chị. Ở trần nhà cao ráo nha. Ở trên có lắp quạt cho anh chị mình nè. Đó, đưa lên đây mới thấy cái trần nhà rất là cao nha anh chị. Ở bên hông thì có cửa sổ ha. Đây có cái quạt. Cái quạt nè. Panasonic. Thấy cái đèn chiếu sáng là đèn led ha. Đèn led tiếp ha anh chị. Nó có đèn ngủ đầy đủ hết rồi. Rồi mình đang xem cái tầng 1 thôi. Bây giờ mình đi lên trên. Đó, hiện tại là hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh rồi nha. Đó, cầu thang thì đá mài nha anh chị. Cầu thang đúc đá mài đi lên. Chiều ngang của căn nhà mình là 3m và sâu vào là 11,5m nha anh chị. Một trệt và 3 lầu. Đây là không gian tầng 2 nha anh chị. Tầng trệt, tầng 1, tầng 2. À, hiện tại giờ là ở trên đây cũng có hai phòng ngủ ha, trước và sau giống như ở trên ha. Rồi ra phòng ngủ phía trước trước nè. Đó, điện thì điện âm hết ha. Đó, điện âm hết nha. Trần nhà cao ráo. Nhà thì rất là chắc chắn nha anh chị mình xem. Chỗ này có cái quạt hút. Đó, nhà rất là chắc chắn và cứng cáp nha anh chị. Đó, đây phòng ngủ phía trước của mình nha. Rộng rãi, ở đây cũng có cái máy lạnh cho anh chị mình luôn. Ở trên cũng có cái quạt. Đó, nhà đúc nè, này là trên đây là máy đúc luôn nha anh chị. Đây đúc luôn nha. Nó đúc nên đó là do la phong đi cái viền chỉ cho đẹp thôi. Điện rồi, điện âm hết rồi. Đó. Ở đây cũng có cái máy lạnh tặng cho anh chị mình ha. Cửa phòng ngủ vẫn là cửa nhôm kết hợp với kính anh chị. Có lắp rèm ra ngoài ban công cho anh chị mình rồi. Đây anh chị mình xem cái phòng ngủ này ha. Rộng rãi nha. Một trệt và 3 lầu ha anh chị. Nhà rất là thoáng luôn. Anh chị mình mở cửa cái ban công cho anh chị mình xem nha. Đó. Ban công thì cửa hai bên. Cửa sắt bốn cánh ha. Mở ra hai bên. Đó, mở ra ha. Hoặc ban công rộng rãi nha. Ở đây có cái máy che nè.
mấy chè ha, 56 chè gà, 56 chè gà. Rồi ban công cao ráo ha, ban công cao, ta dịnh đi nóc. Đó, máy lạnh. Đó, hẻm trước nhà của mình. Ở đây xem thì cao hơn dưới ha, rộng rãi hơn. Như đây chỉ có mấy căn nhà thôi, cách mặt tiền khoảng 15 mét thôi. Đó, cách mặt tiền khoảng 15 mét. Nhà là nhà đúc kiên cố, sàn bê tông cốt thép hết nha anh chị. Đó, sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, mua bán thì mình ký công chứng sang tên thôi. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu rồi. Đó, nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu rồi nha anh chị. Đó, trần nhà cao ráo. Đây, cầu thang lối đi rộng rãi ha, ánh sáng giếng trời đi xuống. Đó, anh chị xem bức tường của nhà mình ha. Đó, chắc chắn nha, nhà là đúc kiên cố, anh chị mình nhìn thấy bức tường ha, không có vết răng luôn nha. Rồi, nhà vệ sinh ở giữa, sử dụng cho hai phòng. Đó. Ở trên đây có máy nóng lạnh cho anh chị mình ha. Nè, này có máy nóng cho anh chị mình luôn nè. Đó, tường ốp cao tới trên nha, thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ nha anh chị. Rồi, đây phòng ngủ thứ tư của mình nha. Đó, đây phòng ngủ thứ tư của mình nè. Đó, đây có lắp cái quạt trần. Đó, cửa sổ có lắp rèm cho anh chị mình hết. Đó, phòng ngủ này cũng vừa ha, trần nhà thì cao ráo. Đó, đưa đây mới thấy con nữa nha anh chị. Đó, đưa đây cao lên mới thấy nè. Đó, đưa cao lên mới thấy được cái trần nha. Đó, đây là 4 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh rồi nha. Bây giờ nhân đi lên trên. Đó, đi lên trên cho anh chị mình xem. Giá là 5.090.000.000 nha anh chị. Giá vẫn còn thương lượng trực tiếp với chủ nha. 5.090.000.000. Đó, đây là sân thượng ha. Mình có làm phòng ngủ phía sau này. Đó, làm cái kho ha, chứa đồ. Đó, đây là một phòng ngủ có cửa sổ nha. Đó, anh chị mình xem đây mới có nửa vô cái trần thôi nè. Đưa lên đây mới thấy cái trần nhà của mình. Đèn led ha, điện âm hết, pháp lý sổ hồng, hoàn công, mua bán thì mình ký công chứng sang tên, nằm ở khu vực phường 2, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, 49/5 đường Nguyễn Thị Nhỏ, nằm gần bến xe Chợ Lớn, chợ Bình Tây, khu vực Chợ Lớn, gần trường tiểu học Nguyễn Văn Tần, Võ Văn Tần, trường tiểu học Võ Văn Tần ha anh chị. Hyundai Gia Định, nằm gần góc ngã tư giữa đường Nguyễn Thị Nhỏ và Hồng Bàng, giáp với quận 11, quận 5. Đó, đây là cái sân thượng của mình nha. Hai bên, bên đây có làm cái khung sắt hết rồi. Ở trên cái vòm, nó có làm cái mái che cho mình, cầu thang đi lên cái giếng trời ở trên. Đó, này trồng cây thoải mái, giặt giũ phơi đồ trên này. Đó, cao ráo nha, khu dân cư hiện hữu. Đó, đứng đây thấy mặt tiền rồi nha. Đó, một trệt và ba lầu anh chị. Đó, cái cây me phía trước á, cây me phía trước đó là đường Hồng Bàng anh chị. Ở cây cục điện phía trước á là đường Hồng Bàng rồi đó. Ở đây đó, đó là Hồng Bàng rồi đó, ngay góc ngã tư dưới đường Hồng Bàng và đường Nguyễn Thị Nhỏ ha. Rồi dân đi lên trên cho anh chị mình thấy cái sân thượng ở trên ha. Đó, cái mái che thang ở trên ha, một trệt ba lầu mái che thang nha. Đó, lên đây cho anh chị mình xem, ở trên đây là máy đúc luôn nha. Đó, trên đây có sân thượng trên này nữa nha, bồn nước trên này. Đó, đổi máy rõ ràng, một trệt ba lầu sân thượng nữa. Đó, giếng trời của mình nè, giếng trời mình nè, kính cường lực dày ha. Đó, loại 20 ly, 10 ly. Loại kính 10 ly nha. Bồn nước rộng rãi. Đó, bồn nước bự to đùng luôn. Đó, đứng đây thấy mặt tiền ha. Ở đó là mặt tiền đường Nguyễn Thị Nhỏ nha anh chị. Góc ngã tư bên kia là Nguyễn Thị Nhỏ và Hồng Bàng, rẽ tay trái qua bên phải, tay phải bên kia, đây mình chạy bên kia rẽ tay phải bên kia,
Thì đó là quận 5 ha. Đó, tòa nhà đó là Thuận Kiều La Gia ha. Bên đó là quận 5 ha. Bên kia qua bên kia đường là quận 11 nha. Ở đây ngã tư này qua bên kia quận 11 ha. Hướng về đây là về được dòng xe Phú Long. Đó, ở đây thì cây xăng phía trước là bến xe Chợ Lớn và là chợ Bình Tây nha chị. Pháp lý sổ hồng rõ ràng, mua bán thì mình ký công chứng sang tên. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư nghỉ ngủ ha. Một trệt và ba lầu sân thượng nha. Nhà cao cao ráo nha anh chị. Khu vực trần nhà cao ráo, sạch sẽ, nhà đúc kiên cố, sàn bê tông cốt thép hết ha. Gần trường Võ Văn Tần. Hyundai gia đình ha. Cầu thang đi xuống có tay vịn inox nha. Địa chỉ là 49/5 đường Nguyễn Thị Nhỏ, phường 2, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà là một trệt và ba lầu, có sân thượng phía trên nữa nha. Pháp lý là sổ hồng, hoàn công, mua bán ký công chứng sang tên. Kích thước ngang của căn nhà mình là 3m và chiều sâu vào là 11,5m nha anh chị. Nhà thì đúc kiên cố, nằm ở trung tâm quận 6 nha. Giáp quận 11, quận 5. Họ có tới 5 phòng ngủ rồi ha. Hiện tại giờ có 5 phòng ngủ nha anh chị và 4 nhà vệ sinh. Cầu thang đi xuống, cầu thang hình xoắn ốc, đá mài ha. Đi xuống dưới cho anh chị mình xem sơ lược một lần nữa. Và kết thúc video quay nhà ở đây. Mỗi tầng thì có phòng ngủ phía trước. Phòng ngủ phía trước rộng rãi, có cửa ra ngoài ban công, lắp rèm, máy lạnh, quạt trần đầy đủ hết ha. Ở trần nhà thì cao lắm nha anh chị. Ở đây để giày thì chỉ nhìn thấy được cái tới cánh cửa thôi ha. Giờ phải cao lên tới giày thì anh chị mới thấy được cái trần ha. Đó, trần nhà cao ráo nha. Ở dưới đất cũng là trần nhà cũng cao ha. Đây phòng ngủ thứ nhất. Rồi nhà vệ sinh, phòng ngủ phía sau. Đây, việc ở nhà vệ sinh ha. Ở đây có máy nước nóng lạnh cho mình ha anh chị. Ở ngay cầu thang thì có cái cửa sổ. Căn nhà vào rất là thoáng nha. Anh chị mình quan tâm tới bất động sản ở Sài Thành, hãy nhấn like video để ủng hộ kênh ha. Và nhấn vào đăng ký kênh để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản duy nhất cho mình ha anh chị. Anh chị có bạn bè người thân cần mua bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh có phân khúc có giá dưới 5.090 tỷ thì hãy chia sẻ video này ha. Để bạn bè người thân của mình hãy nhìn thấy được căn nhà này và giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất nha anh chị. Đó, đây là phòng ngủ thứ tư của mình từ trên xuống ha. Đó, cầu thang đi xuống ha, cầu thang hình xoắn ốc. Hẻm trước nhà là hẻm 5m ha anh chị, khu dân cư hiện hữu. Đây căn nhà cũng cao ráo nha. Đây căn nhà cũng cao ráo nha anh chị. Đó, trần nhà của mình nè, đứng đây mới thấy được cái trần cao lên. Đó, trần nhà của mình ha, mái đúc. Ở cửa có trang thờ. Rồi, nhà vệ sinh ở dưới trệt. Không gian bếp ha. Không gian bếp. Nhà đúc kiên cố ha. Đó, anh chị mình xem không có vết nứt, nhà rất chắc chắn nha. Về lăn sân nước sơ là đẹp rồi anh chị. Giữa có trang thờ. Nhà nằm hoàn toàn khu dân cư hiện hữu ha. Đó, hẻm rộng rãi, hẻm để xe thoải mái. Đó, hôm đi có tiệc là để xe cũng đã. Đó, hẻm xe hơi nhỏ vào được nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở video quay nhà lần sau. Hãy nhấn like video để ủng hộ kênh ha. Và nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video hơn nha. Khi nhận up video lên, anh chị là người đầu tiên nhìn thấy bất động sản ha. Để có thể tìm và mua được nhanh nhất nha anh chị.